Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Thông Vlog. Trong loạt bài nói về đọc về tư duy tích cực của luật sư Trần Đình Thành, một luật sư rất nổi tiếng, cuốn sách này rất hay. Và sẽ đọc bài số 3. Bài có tên là Biết Mình. Bài trước thì bài Yêu Mình, bây giờ bài Biết Mình. Mình quay lại cái bài chút xíu thì yêu mình nó sao, yêu mình muốn yêu mình thì chúng ta là phải yêu, tức là muốn yêu mọi người thì chúng ta phải yêu mình trước, phải biết mình cho thành một tấm gương sáng, cái điều tốt đẹp làm cái đèn sáng để mọi người chúng ta yêu thương anh em bạn bè và con chồng họ gì đó ở gần mình thì gần đèn họ thì sáng. Đó là cái bài viết yêu mình rất hay, các bạn có thể xem lại cái video trước. Bài này là bài Biết Mình số 3. 400 năm trước công nguyên, Socrates để lại hai từ bất tử vang vọng suốt mấy ngàn năm lịch sử triết lý Tây phương, đó là Biết Mình. Được chưa? Biết về chính mình, tức là biết về con người, tức là biết đời sống và ý nghĩa của nó. Binh Pháp Tôn Tử nói: biết mình biết ta, không biết mình biết người, trăm trầm trăm thanh. Nhưng nếu ta thực sự biết rõ về ta thì có lẽ ta cũng đã biết gần hết về người rồi. Nếu ta thực sự biết rõ về ta thì có lẽ ta cũng đã biết gần hết về người rồi. Vì người với ta có lẽ giống nhau khoảng 90% và chỉ 10% là khác nhau. Nhưng biết mình không phải là việc dễ. Benjamin Franklin viết: có 3 điều cứng và khó khăn nhất, đó là thép, kim cương và biết chính mình. Đôi khi ta có cảm tưởng là ta biết rất rõ về chính mình. Tuy nhiên, biết có nghĩa là kiểm soát được. Nếu ta biết tên trộm sẽ suy nghĩ và hành động như thế nào, đương nhiên ta không thể bị trộm, đúng không bạn? Câu đúng là biết trộm nó làm sao, nghĩ sao thì mình ngăn ngừa rồi. Nhưng đã bao nhiêu lần bạn học sớm chỉ nói một câu nghe hơi chanh chua là ta đã bốc lửa hừng hực tức thì. Trước khi kịp suy nghĩ nên nổi giận. Đã bao nhiêu lần ta biết là nên làm hòa với hắn, nhưng hễ thấy mặt hắn thì ta lại chỉ muốn tát cho hắn một cái. Thế là ta lại bước sang hướng khác. Đã bao nhiêu lần ta biết khoe khoang mà không hay, nhưng vẫn tiếp tục khoe khoang. Thần kinh, cái hệ suy tưởng của chúng ta được lập trình theo thói quen, cứ thế mà chạy không cần chúng ta điều khiển. Mà thường thì cũng không cho ta điều khiển. Một số các thói quen này ta có thể thấy được. Một số thói quen khác, nhất là thói quen về cảm tính, ta chỉ làm theo mà không biết. Chẳng hạn, nói dối thì tim đập khá lên một chút. Hoặc nghe điều gì làm ta lo lắng thì lại tái mặt đổ mồ hôi. Hoặc là nói về mình thì cứ tự nhiên thêm chắc một chút. Thường vậy, nói về mình đâu là vậy là nổ đó các bạn. Cung cách suy nghĩ và hành động của mỗi người chúng ta đã được lập trình bằng quá nhiều điều. Hệ thống tâm sinh lý tự nhiên, di truyền, thói quen học được từ bố mẹ, anh em, giáo dục, kinh nghiệm.
cả những điều này tạo nên cá tính của ta. Cá tính là tổng hợp của tất cả các thói quen mà con người được, con người có được. Và các thói quen này vừa tạo nên cá tính, vừa là những bức màn che ta trong bóng tối của chính mình. Biết được chính mình, tức là biết được tất cả những thói quen gì đang xảy ra trong mình, đang hành động trong mình, và tìm cách điều khiển chúng, không để cho chúng điều khiển mình. Biết mình, tức là làm chủ được mình. Nhưng làm thế nào để biết mình? Cách tự nhiên là mình phải lặng yên để quan sát mình. Muốn biết về con ve, cái kiến hay bất cứ điều gì đó thì chỉ có cách là quan sát chúng thật kỹ thôi. Muốn biết về chính mình cũng thế, ta cứ phải quan sát chính mình. Và nếu không thể vừa quan sát con kiến vừa những rock and roll thì ta cũng chỉ có thể quan sát chính mình trong yên lặng. Suy nghĩ chút, nhưng lặng là yên lặng là điều kiện cần thiết để quan sát. Và bởi vì yên lặng quá hiếm hoi trong thời đại chạy đua ồn ào của chúng ta, quan sát chính mình trở thành quá khó khăn. Điều này đúng. Vì vậy nhiều người không có cơ hội thấy được mình một cách rõ ràng. Đây là điều mà nhà Phật gọi là vô minh, và một số triết gia và xã hội học gia Tây phương gọi là vong thân. Vậy thì điều đầu tiên bạn phải làm là tìm một chút yên lặng mỗi ngày để quan sát mình. Ngồi yên trong một góc công viên thanh vắng, hay đóng cửa phòng ngủ và tắt nhạc. Đương nhiên là bớt đi được một chút ồn ào, nhưng chưa chắc như vậy đã là yên lặng. Bởi vì trong đầu chúng ta thường có nhiều tiếng động, ví dụ như là bận rộn suy tính công việc, lo lắng, giận ai đó, bực mình điều gì đó. Đúng. Chỉ khi nào các tiếng động này lắng xuống, lúc đó ta mới có được yên lặng. Nó cũng chính là lý do mà các nhà đạo học Đông Phương thường dạy người ta xếp bằng và tập trung tư tưởng vào việc theo dõi hơi thở. Kinh nghiệm cho thấy đây là cách hữu hiệu nhất để làm cho các tiếng động trong đầu mình lắng xuống. Các tôn giáo Tây Phương thường tìm sự tĩnh lặng trong cầu nguyện, đó cũng là một cách rất hay. Bạn có thể tìm bất kỳ cách nào hợp với bạn. Điều cốt yếu là tĩnh lặng. Nếu bạn tập trung tư tưởng vào việc quan sát một bông hoa đẹp chẳng hạn, quan sát màu sắc cánh hoa, nhụy hoa, các kết cấu của hoa, cũng có thể làm cho các tiếng động khác biến dần đi. Hay đó. Hay là nghe nhạc nhẹ, để tâm vào nhạc, tập trung tất cả tư tưởng vào như một vấn đề để đạt đến sự tĩnh lặng là cách rất phổ thông trong thiền học. Khi đã có yên lặng rồi, bắt đầu quan sát mình, có hai cách quan sát. Thứ nhất là quan sát quá khứ, nhìn lại mọi việc mình làm, mọi câu mình nói, mọi suy nghĩ mình có trong ngày. Hãy nhìn xem mình đã làm điều gì không nên làm, có cần thay đổi phong cách và thái độ trong tương lai không. Đây chỉ là cách rất sơ đẳng. Quan sát mình trong hiện tại có ba giai đoạn quan sát: nhìn thân thể, nhìn cảm giác, nhìn tư tưởng. Nhìn tức là nhìn hình ảnh bằng con mắt trí tuệ của mình thôi, như xem một hình ảnh trên TV, không phê phán tốt xấu, không kiểm duyệt, tức là không xóa đi trong đầu mình. Nhìn thân thể là nhắm mắt, dùng trí óc để nhìn thân thể mình, nhìn thế ngồi hay thế nằm của mình, nhìn tay chân mặt mũi tóc tai của mình. Có thể chúng ta nhắm lại và để hình dung ta nhìn về cái thân thể mình, về tay chân mặt mũi. Sau đó nhìn cảm giác, bắt đầu là cảm giác trong thân thể như mình đang tê cánh tay trái một chút, bàn chân phải hơi bị ngứa, rồi đến cảm giác trong đầu óc như mình đang hơi buồn buồn, đúng không các bạn?
mình đang bực mình về anh chàng B đây, mình cảm thấy rất là trống rỗng. Cái đó mình quan sát cả lý do mà mình có những cảm giác đó, như hồi chiều hồi nó vậy mà bây giờ mình còn cảm thấy buồn đấy. Không biết tại sao cứ cảm thấy bức rứt trong lòng mà không có lý do. Cái giai đoạn cuối là quan sát tư tưởng, nhìn xem cái đầu mình đang suy nghĩ về điều gì, như là mình đang bực mình vì cô này và đang ước ao được mắng cô ta một trận, không? Mình đang nghĩ đến việc phải viết xong tờ trình ngày mai, hay mình đang nhìn cái đầu của mình suy nghĩ về ngày mai ăn cái gì? Ở giờ này đang nhắm mắt nè, đây mắt mình nhìn vào tâm thể, nhìn vào tâm suy nghĩ. Chỉ giản dị vậy thôi. Nếu ngày nào trước khi đi ngủ ta cũng có khoảng 10 phút tập như thế, thì ta sẽ luyện cho hệ thần kinh nhận diện các cảm xúc và tư tưởng của mình mỗi khi chúng xuất hiện. Và đã nhận diện được tức là có thể kiểm soát được. Thông thường việc nhận diện tự nó có hiệu quả ngăn ngừa, cũng như kẻ trộm tự động ngưng trộm mà hắn biết người ta đã nhận diện được hắn là tên trộm. Các thực tập trên đây dựa theo thiền tứ niệm xứ của Phật giáo Nguyên Thủy. Thiền này có 4 quan sát: thân thể, cảm giác, tư tưởng và vũ trụ giáo pháp. Ở đây ta chỉ cần dùng 3 bước đầu quan sát về mình mà thôi. Hơn nữa các vị sư thường ngồi xếp bằng để thiền định. Tuy nhiên nếu bạn ngồi xếp bằng mà trong lòng cứ tương tư đến giường nệm gối ôm, thôi thì cứ lên giường nằm ôm gối là được, sẽ được việc đó. Cái điều quan trọng là tĩnh lặng quan sát, chứ không nhất định phải ngồi nằm hay đi. Bạn chỉ cần tập quan sát chính mình như thế, một lúc nào đó bạn thấy được những điều gì trong mình một khi chúng đến và bạn có thể làm chủ mình. Không dễ nổi nóng, không dễ lo sợ, không dễ mất bình tĩnh, lúc nào cũng tĩnh lặng và chủ động. Chúc các bạn một ngày biết mình. Một bài viết khá dài. Bài viết đại ý như thế này, nó nói rằng là cái hành động và suy nghĩ chúng ta là được lập trình qua nhiều điều ha, là tâm lý, di truyền, thói quen các thứ. Vậy thì biết mình là biết là mình phải biết được là cái gì đang xảy ra trong mình, cái thói quen mình vậy. Thì để biết mình được thì ở cách tập của nó thì nó tuân theo cái thiền tứ niệm xứ, tức là chúng ta cái quan trọng là sự tĩnh lặng. Hiện nay á, xã hội bây giờ nó rất là ồn ào về biết đạo lý và ồn ào về mặt tư tưởng luôn nha, tức là hàng loạt các thứ đưa đó lên mạng xã hội, Facebook, YouTube, hàng loạt lên đối với chuyện trên đời này, nó đồn đãi rồi để lan truyền nhau tin những tin mà tiêu cực, làm cái đầu óc nó sao động. Cho nên cái việc biết được mình, nhìn được mình nó khó. Vậy đây, để biết mình, trong cái bài viết nêu rằng là cần sự tĩnh lặng và quan sát. Vậy thì chỗ thì chúng ta phải nhắc lại như này, và hãy nhìn tập nhìn, tức là mình tưởng tượng là mình đang ở cái ngồi, mình quan sát, mình thấy cái mặt này, tay chân mũi, rồi sau mình nhìn im lặng hết, mình nhìn vào trong đầu, suy nghĩ trong đầu mình đang suy nghĩ cái gì, luôn luôn thì tiếp một thời gian chúng ta sẽ quen và chúng ta sẽ phát triển được một tâm tính rất là bình tĩnh và nhẹ nhàng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nào thấy hay thì cho Phong xin một like. Hẹn gặp các bạn trong những cái video tiếp theo. Tôi gửi lại tư duy tích cực. Xin cảm ơn các bạn.